chưa có ra clip ha. Thì dạo đây mình bắt đầu có thời gian rảnh thì mình bắt đầu ra lại clip mới nha anh em. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ đốt thử trái rocket thú nha anh em. Như mấy clip trước thì mình làm mấy trái rocket thú cỡ nhỏ không à. Thì bây giờ mình sẽ đốt thử một trái rocket thú cỡ lớn. Đây, trước mặt anh em là trái rocket thú đó nè. Một vài thông số cho anh em về trái rocket này ha. Trái rocket thú này là làm bằng ống nước 27 nha anh em. Khá là dày luôn. Chiều dài của trái này khoảng 10 cm. Một phần thuốc trong này về thuốc nhiên liệu của thuốc này là một phần thuốc hú Casello 4 và một phần thuốc hú Casello 3. Về về lỗ của rocket thú này thì khoảng đường kính khoảng 6 ly nha anh em. Là độ rộng của cái lỗ này là đường kính từ bên đây sang đây là 6 ly và chiều sâu của cái lỗ này là khoảng 3 cm nha. Đó là thông số như vậy. Về trọng lượng thì mình sẽ cân thử cho anh em xem nha. Đó, trọng lượng anh em thấy rõ không ạ? Khoảng 71,5 g nha. 71,5 g. 71,5 g thì trái này mình nghĩ sẽ cộng được pháo hoa khoảng nặng khoảng từ 150 đến 200. 150 đến 200. Thậm chí 250 có thể hơn, mình nghĩ là như vậy. Ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ đi đốt thử trái này ha. Let's go. Ok, khai hỏa nha anh em. Trời hơi nắng. Hơi xa. Rung gần lắm. Ôi, để ra luôn. Má hú hơi yếu nha. Sao mà bị đón nó bay tới đâu kìa. Để biết mà lực đẩy mạnh không? Thôi mạnh luôn. Hú hơi yếu.